Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với kênh YouTube của Khôi. Và hôm nay tiếp tục thì Khôi sẽ là ghép một cái combo 3 món gồm âm ly, CD và loa để phục vụ anh em nghe nhạc vàng. Đặc biệt là hôm nay là clip nghe nhạc vàng anh em ha. Thì nó sẽ có các cái yếu tố như thế này để nó tạo nên cái bộ ghép. Thì đầu tiên anh em phải xác định cho mình là mình nghe thể loại nhạc gì và mình yêu thích ở là thiên về dạy nào. Ví dụ một cặp loa thì nó sẽ có là ví dụ như là thiên về tiếng bass, rồi dạy trung là tiếng mid, rồi tiếng chép. Đó. Thì ví dụ như mình cái tai mình nghe, mình thích nghe bolero, mình thích nó thiên, thiên là có nghĩa là nó nghiêng về cái tiếng bass, thì mình sẽ lựa chọn cái cụ loa nha, và cái loa có công suất để mình nghe bolero. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em một cái cặp loa như vậy. Nó là cụ Anicon. Thì bây giờ cụ Anicon là như thế nào thì Khôi sẽ lấy một cái cụ của hãng Bione, thì Khôi sẽ quay cho anh em cùng xem để anh em cùng tham khảo ha. Đây thì Khôi đã lấy một cái cụ loa ra để anh em cùng xem biết được đây là cái cụ Anicon anh em nhé. Rồi nó sẽ có cái cụ mông ngựa, cái cụ ống bơ, nó có một vài loại như vậy. Thì những anh em nào mà thích nghe bolero hoặc là nghe nhạc vàng mà có tí bass vào thì mình hãy chọn những cái loa cụ Anicon, thì nó sẽ dễ quấn âm ly và nghe tiếng bass nó nông hơn. Đó là về cái cách để mình chọn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn cái âm ly. Lựa chọn âm ly thì âm ly thì mỗi con nó có một ưu nhược điểm, mình phải biết xác định, tìm hiểu để mình phối ghép cho nó hợp. Ví dụ mình nghe nhạc vàng nó mộc mạc chậm rãi thì mình sẽ chọn âm ly xuất âm tụ nha. Bắt buộc mộc mạc chậm rãi thì mình sẽ chọn xuất âm tụ nha. Rồi nếu hoặc anh em, rồi tiếp theo nữa, anh em nghe nhạc vàng nhưng mà anh em là muốn là nghe được cái tiếng bass nó mềm mại thì mình sẽ chọn sò Hitachi nha, sò Toshiba. Tránh cái trường hợp là mình sẽ chọn là sò sắc xanh ken, tại vì những cái con âm ly sò sắc xanh ken thì nó thiên về cái độ mộc hơn anh em nhé. Nên nó không có mạnh ví dụ như về cái tiếng bass nhưng mà nó về mộc mạc chậm rãi đó, thì mình sẽ có những cái lựa chọn trong đó nha. Thì những cái phần đó thì anh em có thể alo trực tiếp cho Khôi để Khôi diễn đạt nó tốt hơn, tại vì mỗi người thì có một cái cách diễn đạt, một cái cách tư vấn. Tuy nhiên là khi mình hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái cách chơi của mọi người khác nhau thì mình sẽ nói nó rõ hơn. Còn bây giờ Khôi chỉ nói chung, nó chung chung về là cái việc là lựa chọn chung chung thôi, nguyên tắc của nó thôi anh em ha. Và mình có một cái điều nữa là mình phải nắm được các cái đời loa. Ví dụ như không thể mà đem một cái cặp loa là sản xuất năm 1000, năm 2000 đi ha, mà đem một con âm ly là 1950 để ghép, hoặc là một cặp loa 1950 mà đem con âm ly 2000 để ghép thì hoàn toàn nó sẽ không có khai thác được hết cái chất âm của nó nha. Rồi bây giờ trở lại với cái bộ ghép ngày hôm nay thì Khôi sẽ ghép với anh em là cặp loa Tanberg TL5010. Thì đây là một trong những cặp loa đỉnh cao của hãng này được sản xuất nha. Thì nói về cái ngoại hình kích thước thì nó y chang như là JBL 100 Century và cũng được thiết kế ba quay. Tuy nhiên cái điều khác biệt đây là dòng loa này, cái cụ loa này là được một cái hãng của Ân sản xuất, chính xác hơn là kép, hình như là đúng là như vậy nha. Thì nó là made in England anh em nha. Và nó là cụ Anicon bát giấy nha. Bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em mình cùng xem nha. Rồi đây thì anh em thấy cặp này á vẫn là được thiết kế là bát giấy anh em ha. Và cái bát rất là sâu. Và cái gân này thì gân cao su, gân đặc trưng của các dòng loa Âu nha. Rồi tiếp theo thì cái cặp này sử dụng một cái mic giấy nha. Đặc biệt là những anh em nào mà nghe nhạc vàng thì mic giấy là nó số 1 rồi, râu lồi anh em ha. Rồi và cuối cùng là một cái chép đôm. Chép đôm này á là gọi là hay anh em hay còn gọi là chép cát chê nha. Một cái hàng chép này cao cấp của châu Âu sản xuất nha. Thì Đức là sử dụng rất là nhiều cái chép mà râu cá chê này anh em nha. Rồi thì và một cái bộ phân tần rất là gấu nha. Thì cái cặp này á Khôi cũng đã ghép rất là nhiều âm ly, thì nó sẽ cho
nhiều cái thể cái chất nó khác nhau. Thì hôm nay thì Khôi sẽ gáp cái combo là trong này có Fisher 450T, Fisher TX 1000 và một con CD Macintosh 7000. Thì Khôi sẽ ghép clip đầu tiên là Khôi sẽ chọn là Fisher 450T. Thì con Fisher này quá nổi tiếng rồi, đánh bốn con sò nhôm Motorola và cho cái chất âm rất là mềm mại nha. Thì hôm nay Khôi sẽ ghép cái bộ như vậy. Anh em nào mà đang yêu thích, đang có AR2 thì không nên là bỏ qua cái con Fisher này. Con này đặc biệt là vỏ zin anh em ha. Mai hoạt động tốt. À, anh em quan tâm thì liên hệ với Khôi để sở hữu con Fisher này anh em nha. Rồi. Và cái CD nữa thì CD Macintosh quá đẳng cấp rồi, nó là mịn nòi anh em ha. Thì cái này là model 7000, một trong những cái đời cổ để anh em nghe nhạc vàng, đặc biệt là những anh em nghe nhạc xưa dùng âm ly cổ và đặc biệt là sử dụng âm ly đen thì con CD này rất là hợp cho anh em nha. Rồi, về cái mức giá thì con CD là có giá là 19 triệu 500, giá đã bao gồm ship tận nơi cho anh em. Và con Fisher cũng vậy, có cái mức giá là cũng là 19 triệu 500. Giá này thì Khôi cũng bao ship tận nhà cho anh em luôn. Cặp loa là 18 triệu 500 nha. Anh em lấy combo 3 món thì anh em liên hệ với Khôi để Khôi fix giá anh em nha. Rồi, còn bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi để mình nghe thử một đoạn nhạc vàng về cái combo 3 món này anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì mời anh em thưởng thức âm nhạc. Yeah.
Rồi, Khôi xin phép kết thúc cái phần test chất âm để anh em thưởng thức ở đây. Thì thật ra thì test chất âm qua điện thoại thì nó cũng mang một cái tính rất là trừu tượng, rất là cao. Và anh em chỉ có thể hình dung thôi nha. Còn thực tế thì nó sẽ có nhiều yếu tố để tác động vào. Nó sẽ làm ra cho anh em một cái bộ phôi ghép nó khác nhau. Anh em nhé. Thì đây là một cái cặp loa cực hiếm. À, nói về độ hiếm thì nó rất là hiếm rồi. Và còn nói về độ hay thì không biết có cái từ nào để diễn tả về trong cái tầm giá mà chưa tới 20 triệu thì nó quá đỉnh anh em, quá đỉnh ha. Thì ở cái clip trước thì Khôi cũng đã tháo cũ nó ra rồi để chi tiết cho anh em cùng xem rồi. Thì Khôi sẽ review lại một chút xíu nha. Tí nữa anh em cùng xem. Thì cái cặp loa này thiết kế ba quay nha. Bát 30, bát giấy nghe nhạc vàng tuyệt vời. Gân cao su là dòng đặc trưng của các cái hãng loa Âu nha. Thì cái đó không có gì là cũng bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt nha. Tại vì gân nó vẫn mềm và đánh nhạc vàng vẫn tốt anh em nha. Rồi thì con này thì Khôi đã ghép với nhiều âm ly, Fisher có, âm ly Nhật có, rồi ghép với Concept có, rồi kể cả ghép với những con âm ly đèn lớn cũng có, đều cho những chất âm cực kỳ ấn tượng. Rồi thì anh em nào là những người mà thích cái sự độc đáo, thích có cái phong cách riêng thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu cặp này 18 triệu 500, giá quá bèo, mình phải dùng từ là quá bèo, xứng đáng từng đồng xu các bạn luôn em nhé. Rồi ok, anh em nào mà cần tư vấn phối ghép hoặc là mua cả bộ thì cứ alo trực tiếp cho Khôi để mình cùng giao lưu anh em nha. Rồi.